Vâng, xin chào quý khán giả. Những hình ảnh rất buồn quý khán giả của các bạn. Anh Việt, tôi Việt đang ở làng Quất Tứ Niên. Không ngờ ngày nước lên, quý vị và các bạn thấy cổng lên đến gần nửa của cái cổng rồi. Một số cây quất đang chìm trong biển nước. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội vẫn mưa. Mời quý khán giả cùng em Việt đi tham quan làng Tứ Niên cũng như làng đào Nhật Tân để cảm nhận. Em Việt thấy dự báo lũ ở trên sông Hồng vẫn tăng lên. Đây, một số chum quất là rất may mắn khi được đậu ở trên những đoạn đường cao của các bạn. Em Việt đang ở ngõ 76 An Dương. Vâng, quý cô chú chị và các bạn thấy kênh của em Việt, số Việt hãy tặng em Việt số Việt một like. Quý khán giả lần đầu thấy kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Em Việt sẽ đi một dọc để gửi tới quý cô chú chị và các bạn hình ảnh. Lửa đêm, giữa đêm về sáng tới giờ thủ đô Hà Nội mưa suốt. Bây giờ mưa to. Đấy. Người dân Tứ Niên tranh thủ chuyển những chum quất lên ngõ 300, hay là ngõ 76 đi tạc. Mời quý khán giả cùng em Việt đi tiếp để tham quan. Những hình ảnh rất buồn. Trong ngõ xa xa Việt thấy ngập rồi. Tích cực vận chuyển đồ dùng. Để cả xe máy vận chuyển. Đi bây giờ mà xem một phút nữa. Tớ phải nhờ một phút. Không trèo lên nó theo nước đó, chui giạt ra bờ. Tháo máy thôi chưa? Tháo máy thôi.
Đấy, quý vị chú chị các bạn thấy trong ngõ 76 thì nước đã tràn vào tận mặt đường. Cái đường này hơi dài một chút, mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng làng Tứ Liên và làng Đào. Và em Việt sẽ đi qua cầu Nhật Tân. Em Việt thấy gần mé sông thì gần cầu Thăng Long là sát vừa sông luôn, xem mà cảm nhận là nước dâng trên sông Hồng đã cao chưa. Quý cô chú chị và các bạn hãy chia tay để hãy tặng em Việt một like ạ. Wow, em Việt thấy ở trong đây có một cái cảnh mấy người dân mình bắt cá hay làm gì. Mời quý khán giả của em Việt vào trong này xem. Em vào nhờ tí. Wow. À đấy, dân đang vận chuyển quất quý vị của các bạn. Các anh chị đang vận chuyển quất à? Quay đi, mình thấy có khổ cảnh trồng quất không? Và rồi người dân quay. Và bọn này chuyên đi ấy rồi nhỉ? Quay đi đi ạ, có đủ đồ nghề rồi. Đấy, này để bảo dân năm nay đi mua quất tới Liên để đừng mặc cả nữa, khổ dân người dân. Đúng rồi, năm nay anh chị đừng mặc cả nữa. Anh, các anh chăm chỉ đấy, chăm chỉ thôi, không thì đầu anh chết. Wow. Cả một năm rồi gửi gắm vào đây. Ui giời ạ. Bây giờ nó ngập như này. Ui giời ơi, quý vị và các bạn đấy. Khổ thân không? Từ 5 giờ sáng lộ đến tận từ đấy đấy. Từ 5 giờ sáng giờ. Thôi, chúc anh chị sức khỏe thôi. Năm nay không thu thì sang năm lại thu tiếp. Ồ, chứ hôm nay thấy chứ không biết được lúc nào. Wow. Miền Trung người ta còn năm nào cũng biết đấy nhỉ? Đúng rồi. Từ ngày em ở Hà Nội giờ nay em mới nhìn thấy nước to này. Mười mấy năm rồi. Vâng. Mười mấy năm bây giờ mới lại tiếp tục. Quá. Wow. Ngập hết rồi, cắt điện, cắt nước ở đây rồi. À, cắt điện, cắt nước à? Đúng rồi, nước cái này phải cắt điện nó có nguy hiểm. Đúng rồi, chỗ sập hết cả cái đường xong rồi. Vâng. Wow. Em không ngờ đấy. Dạ. Yeah. Mà chỗ này cao á, đúng không? Chỗ này cao thế mà vẫn ngập. May quần áo không đi làm cái to à? Đúng rồi anh. À anh à. Vâng. Này tới ủng hộ làng Tứ Liên. Rồi chúc anh sớm vận chuyển hết nhá. Em đi một vòng Tứ Liên đến Nhật Tân xem mà các bác vận chuyển có hết không. Rất độc đáo quý cô chú chị và các bạn.
lúc em được thấy một to hơn. Vâng, em Việt đang ở trên tuyến đường đi ngoài. Các bạn và các bạn thấy người dân đang ra tắm quả. Cảnh cảnh bảo lũ có tràn vào đê quai hay không? Trong màn hình là ngã tư Hồ Tư Niên và đi qua các bạn đây để biết thấy ra ui chưa ra đây rồi qua xem ra hình hình nhờ qua chúng ta ra đây thật rồi hiện tại các bạn. Vẫn chuyển cây anh? Vẫn. Vẫn chuyển quần. Vẫn chuyển quần. Mùa mỗi dịp Tết đến xuân về thì em Việt hay gửi tới quý cô chú chị và các bạn những hình ảnh quất đào đào quất đấy. Ngoài đang làm việc. Hello. Bác phải còn về xong bây giờ nhiều người đang tử quất rồi cũng có nhiều người xem. Đấy bà con hãy cùng về chết ra. Thôi ngơ. Còn mượn người anh da đen khỏe xinh dài vai rộng. Cho người ta đến người ta chờ. Mời quý khán giả cùng em Việt đi tiếp để cảm nhận những nỗi vất vả của người dân Tư Niên trồng được cây quất. Sắp đến ngày thu hoạch rồi nhưng mà lũ về. Trên màn hình là những hình ảnh trên tuyến phố Tư Niên. Để có những hình ảnh thước phim chân thực được đang vẻ đội mưa để gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn hãy tặng em biết một là quý cô chú anh chị và các bạn
chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để xem nhiều clip về hình ảnh. Nói là rất buồn tại thủ đô Hà Nội vào những ngày này, mưa nhiều, lũ thì đang dâng lên. Rất to, quý vị các bạn. Em có thể đi rất chậm. Mời chúng ta ra vào ngõ này. Vâng, đây, cảnh người dân đang quay xe rồi, mưa vàng hàng, lũ vàng đây rồi. Còn 50 mét nữa là ra tới mặt đường đê quai quý vị và các bạn. Sáng nay em Việt thấy ở trên đài Trung ương có đăng đỉnh lũ vào trưa hôm nay. Đây, nhà vườn quân tích cực vận chuyển. Chú vận chuyển được gần hết chưa? Dạ, ok, tốt rồi. Chúc chú nhanh chuyển hết. Ở đoạn này cao thì em chuyển thấy ra. Hết quất về đây rồi. Ở ngoài vườn ngoài quý vị các bạn. Quất đã diệt thấy to bằng đầu ngón tay cái rồi. Như không khí tết quý vị các bạn, người dân của Hà Nội đang vận chuyển ra đường đi qua.
ngoài. Mời kiến giả cũng có việc đi ra đoạn đây xem. Mưa nhiều đào Nhật Tân rồi, cây đào đang sụt xuề lá rồi. Trên màn hình là buổi chiều của các bạn thấy xe ba bánh đang chạy lũ. chưa đến 50k đâu. Chú này đang giải cứu chú chó. Mà không,
ông ơi, ông bắt được con chó này à? Thôi thì bắt được đâu. Con thì xích đồng lắm. Mời chị khán giả nhìn đoạn này. Nó vào lều đấy mà. Em sáng nay em phải. Đâu quay lại đi. Mời quý khán giả cùng em về đi một đoạn qua cầu ở Nhật Tân tới đoạn cạnh sông Hồng. Em Việt sẽ dừng clip để cảm nhận hình ảnh một nước sông Hồng tới đời đều quý khán giả các bạn. Bao giờ hết nước quý vị các bạn. Một màu xám xịt.
màn hình là những hình ảnh trên cây cầu Nhật Tân rồi. Đoạn này vào ven, em biết thấy đoạn này chưa ngập. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn tiếp tục chảy xiết quý vị và các bạn. Một số người dân tò mò dán đèn ở trong làn nước sân đoạn này lại nước nữa rồi. Bây giờ em Việt không nhìn thấy đâu. Em Việt bỏ là nâu camera mà nâu xong thì không nhìn thấy cầu Thăng Long đâu. Lũ vẫn tiếp tục chảy xiết quý vị và các bạn. Xa xa là cây cầu Nhật Tân, cầu như ngập hết rồi. Em Việt thấy còn tầm khoảng 3 mét nữa là ngập lên tới hơi đê. Người dân thủ đô Hà Nội cũng tranh thủ xem tình hình ngập lụt tại sông Hồng đến đâu rồi. Lũ vẫn tiếp tục chảy về, em Việt thấy trong dòng chảy xiết. To hơn rồi. Cảm ơn quý cô chú chị cùng em Việt xem một vòng làng tự nhiên Nhật Tân và qua tới sông Hồng này. Chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn ở các clip tới. Ngập hết rồi, hoa màu cây trái. Ngày trên đường An Dương Vương. Hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn ở các giờ đi tới. Quý cô chú chị và các bạn chưa like thì hãy tặng em Việt một like. Quý vị và các bạn chưa đăng ký hay đăng ký kênh để nhận nhiều clip về tình hình lũ tại sông Hồng, những hình ảnh dòng sông Hồng nước lũ đang chảy về chảy xiết quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn đây. Em Việt đã quay lộ 5X.